giáo xứ Thủy Trú thuộc giáo hạt Phú Xuyên, Tổng giáo phận Hà Nội. Sử truyền rằng làng Thủy Trú trước đây thuộc Tổng Bạch Sam, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam, nay là xã Bạch Hạ, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội. Cách bờ sông nhỏ khoảng 200 mét về phía Tây có một ngôi làng quy tụ khoảng 300 nhân khẩu sống chung quanh. Họ chưa hề biết đến tin mừng đạo Chúa cũng như ơn người cứu độ. Thiên Chúa chẳng bao giờ bỏ rơi bất cứ ai người đã dựng nên. Nhờ ơn Chúa soi sáng, cha bề trên Tiểu Chủng Viện Hoàng Nguyên và các thầy giảng đã sang truyền dạy giáo lý, nói về Chúa cho dân làng. Từ đây, họ biết đến một đạo, đạo yêu thương. Khoảng thập niên 90 của thế kỷ thứ 19, 6 gia đình tổ phụ của giáo họ bước đầu được học giáo lý để theo đạo. Cả thầy 6 gia đình gồm 27 người rời làng Thủy Trú ra bờ sông nhỏ, ngày nay gọi là sông Lương, nơi ruộng trũng, bùn lầy, đầy cỏ dại, để thành lập trại đạo Thủy Trú. Trong khoảng thời gian này, các cha cố xứ Hoàng Nguyên cùng các thầy thuộc Tiểu Chủng Viện thường xuyên lui tới dạy giáo lý, hướng dẫn đời sống đức tin. Không chỉ được nâng đỡ về tinh thần, dân Thủy Trú còn được các cha các thầy giúp khai phá lập trại từ hai bàn tay trắng. Thiên Chúa luôn luôn yêu thương con cái người và không muốn để mất một ai. Sau hơn một năm học đạo, 27 người được cha giả thức, chính xứ Hoàng Nguyên ban bí tích rửa tội, chính thức trở nên con cái cha trên trời. Các giáo hữu đón nhận ơn thánh trong niềm vui sướng, hạnh phúc. Cũng năm ấy, các cha cố bề trên và cha xứ Hoàng Nguyên đã xuống huyện Duy Tiên mua cho các giáo hữu một ngôi nhà ba gian về dựng nhà nguyện. Từ đây, giáo họ Thủy Trú được thành lập trực thuộc giáo xứ Hoàng Nguyên. Cha xứ Hoàng Nguyên đã đặt cụ Phêrô Nguyễn Văn Sáng làm chùm họ tiên khởi. Thời gian trôi qua, số giáo dân nơi mảnh đất thân thương này ngày một tăng. Đến năm 1917, cha xứ Hoàng Nguyên đã xin tòa Tổng giám mục Hà Nội cho phép đặt móng xây nhà thờ, một ngôi nhà bằng gạch lợp ngói. Cha Phó Thảo là người phụ trách công việc xây dựng này. Cha đã cử ông đốc thân người Pháp lên kế hoạch kiến thiết ngôi nhà thờ. Nguồn nhân lực xây nhà thờ lúc ấy chỉ có 30 suất đinh, là những nam giới từ 18 tuổi trở lên trong họ. Hàng năm, các giáo hữu góp rơm rạ để đốt lò nung gạch xây nhà thờ. Lò thì nhỏ, rơm rạ thì ít, vậy nên phải vừa xây dựng vừa chờ nung gạch. Sau 7 năm ròng rã, cuối cùng đến năm 1924, toàn bộ nhà thờ và tháp mới được hoàn thành. Ngôi thánh đường giáo họ Thủy Trú được xây theo kiến trúc Tây Phương, khi hoàn thành dài 27m, rộng 7m với tháp cao 24m. Sau năm 1924, cha già Thảo về làm chính xứ Hoàng Nguyên đã sang đặt móng xây dựng ngôi nhà phòng của giáo họ. Đến năm 1940, cha già Thảo đặt mình thánh Chúa trong nhà chầu giáo họ để các giáo hữu có thể viếng Chúa mỗi ngày. Năm 1943, do chiến tranh loạn lạc, cha xứ kiệu mình thánh Chúa về xứ Hoàng Nguyên. Đoàn chiên giáo họ lại sống trong niềm mong mỏi, chờ đợi một ngày kia sẽ lại được rước thánh thể hiện diện ở giữa cộng đoàn lần nữa. Từ ngày thành lập giáo họ với ngôi nhà nguyện đơn sơ, đến khi có ngôi nhà thờ khang trang đẹp đẽ năm 1924, nhà thờ giáo họ chưa có chuông. Ngày ngày tiếng trống đổ hồi vang vọng, dục gọi đoàn chiên quy tụ về cầu nguyện và kín múc ơn thánh nơi Thiên Chúa là cha giàu lòng thương xót. Năm 1955, tháp nhà thờ bị sét đánh vỡ hơn một tầng trên nên phải sửa chữa lại. Từ đó, tháp chỉ còn cao 22m. Năm 1956, vì Tiểu Chủng Viện Hoàng Nguyên tạm ngừng hoạt động do chiến tranh, nên cha cố Phaolô Vũ Ngọc Trình đã xin tòa Tổng giám mục Hà Nội cho giáo họ Thủy Trú quả chuông ở tháp nhà khảo thuộc Tiểu Chủng Viện. Từ đó, tiếng chuông ngân vang thay cho tiếng trống, ngày ngày kêu mời con cái Chúa quy tụ về ngôi thánh đường.
Cũng trong năm ấy, trước lòng yêu mến khát khao được rước Chúa Giêsu Thánh Thể trở lại của bà con thủy chú, cha cố Phaolô một lần nữa đặt mình Thánh Chúa trong nhà chầu giáo họ để các giáo hữu được viếng Chúa mỗi ngày. Trong biến cố di cư năm 1954, giáo họ thủy chú có khoảng 10 hộ gia đình đã di cư vào miền Nam sinh sống. Từ năm 1960 đến năm 1981, có thêm khoảng vài chục hộ gia đình di cư đến các tỉnh phía Nam như Bình Dương, Bình Phước sinh sống. Sau bao năm mong mỏi ước ao, đến mùa xuân năm 1996, Tòa Tổng Giám Mục đã cho họ thủy chú được chầu mình Thánh Chúa vào Chúa Nhật thứ hai tháng Giêng hàng năm. Từ năm 2002 đến năm 2003, cha cố Jose Maria Bùi Tám, khi ấy đang làm chính sứ Hoàng Nguyên, đã cho dân họ thủy chú tu sửa lại ngôi thánh đường, tăng chiều dài lên thành 32 mét, chiều rộng tăng thành 12 mét, tháp vẫn giữ nguyên, cao 22 mét. Được sự tham vấn giúp đỡ của cha quản hạt Jose Vũ Ngọc Ruẫn và cha quản sứ Phaolô Phạm Văn Mạnh, ngày 10 tháng 5 năm 2021, bà con tín hữu trong giáo họ đã làm đơn trình lên bề trên giáo phận để xin cho thủy chú lên hàng giáo sứ. Thấy được sự phát triển và trưởng thành trong đời sống đức tin nơi mảnh đất thủy chú này, Đức Tổng Giám Mục Jose Vũ Văn Thiên đã ký quyết định nâng giáo họ thủy chú lên hàng giáo sứ vào ngày 18 tháng 11 năm 2021. Tân giáo sứ thủy chú chính thức được thành lập với hai giáo họ trực thuộc là Chi Thủy và Vĩnh Xuân. Tổng nhân danh là 1412. Giáo sứ nhận Thánh Matthia Tông Đồ làm quan thầy và mừng lễ vào ngày 14 tháng 5 hàng năm. Cũng trong thời gian này, cha quản sứ Phaolô cùng với cộng đoàn giáo sứ mở rộng và mua thêm phần đất để xây nhà sứ và nhà giáo lý mới. Đến ngày 13 tháng 5 năm 2022, Đức Tổng Giám Mục Jose Vũ Văn Thiên đã về cử hành thánh lễ tạ ơn công bố lên sứ làm phép nhà sứ mới cùng tượng Đức Mẹ và Thánh Matthia quan thầy. Đến cuối năm 2023, dưới sự hướng dẫn của cha quản sứ Phaolô Phạm Văn Mạnh, giáo sứ đã sửa sang ngôi thánh đường và khuôn viên xung quanh khang trang đẹp đẽ để mừng kỷ niệm dịp lễ 100 năm trọng đại này. Xuyên suốt dòng thời gian, hồng ân Thiên Chúa vẫn hằng tuôn đổ chan chứa trên giáo xứ. Mảnh đất với cái tên Thủy Chú không ngừng lớn lên. Trong giáo xứ, nhiều hội đoàn, nhiều giáo xóm được thành lập, sinh hoạt sốt sáng và mừng lễ quan thầy mỗi năm. Nhờ tình thương của Thiên Chúa, phúc đức của các bậc tiền nhân cùng lòng hy sinh tận tụy của các vị chủ chăn, hạt giống đức tin được gieo trồng trên mảnh đất Thủy Chú đã không ngừng nảy nở, phát triển và trổ sinh hoa trái. Trong số những hoa trái tốt lành, thánh thiện ấy, phải kể đến ba linh mục, tu sĩ được sinh ra ngay tại quê hương Thủy Chú: cha Phêrô Nguyễn Xuân Đính, cha Phaolô Nguyễn Xuân Đĩnh thuộc linh mục đoàn Tổng giáo phận Sài Gòn, cha Enredo Nguyễn Văn Mạnh, đàn sĩ dòng Cito Phước Vĩnh, Trà Vinh, thầy Stefano Nguyễn Văn Nghĩa, tu sĩ dòng Thừa Sai Đức Tin, Bình Dương. Chúng con xin dâng lời chúc tụng, ngợi khen và cảm tạ Thiên Chúa dưới sự bảo trợ cầu bầu của Thánh Matthia Tông Đồ trước nhan Thánh Chúa. Giáo xứ ngày càng thăng tiến cả về đời sống đức tin cũng như đời sống xã hội. Nguyện xin Thiên Chúa tiếp tục tuôn đổ muôn ơn lành hồn xác xuống trên quý đấng bậc, quý ân nhân và mỗi thành viên trong giáo xứ chúng con.